Alo, chào bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh ZoomV, một kênh chuyên hướng dẫn lập trình về Android. Kênh của mình thì chuyên hướng dẫn các bạn làm ra những cái app. Đại khái là app có chức năng đơn giản nhất và cũng đẹp nhất. Đấy, làm ra những cái app hoặc những cái màn hình ấy, làm nào để vừa ok nhất này, nhưng mà cũng vừa thân thiện với đẹp với người dùng nhất. Ok, nào bắt đầu. Thì cũng như các lần trước, lần này mình sẽ dẫn các bạn làm một cái, lần này thì là làm một cái app đơn giản thôi. Nó là một cái app mà cơ bản nhất mà khi mà các bạn đi lập trình Android ấy, ở bất kỳ công ty nào ấy, thì các bạn cũng đều phải dính phải. Đó là chính là Đó chính là cái màn hình login, đúng không? Gần như app nào bây giờ cũng phải cần đến cái chức năng login trước, nhưng mà làm thế nào để cho đẹp đấy. Vấn đề quan trọng làm nào cho đẹp và ưa mắt so với người dùng. Thì ở lần này, ở video lần này mình sẽ chia cái app này ra làm, mình gọi là app nhá, chia cái app này ra làm 4 phần đấy. Trong đấy 3 phần đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn là design, thiết kế file XML làm sao cho nó đẹp nhất ở ba cái màn hình login này bằng email và password này, màn hình login ban đầu này, và màn hình đăng ký. Ok, thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế cái file XML cho màn hình đầu tiên nhé. Đó chính là cái màn login bằng email và password này. Ok, thì như các bạn nhìn thấy trên hình ấy, thì ở trong này, cái màn này mình sẽ dùng hai cái thành phần bên ngoài. Đó chính là, một thứ nhất là cái hình này, và thứ hai là cái icon ở chỗ đoạn nhập password này. Đấy, các bạn nhìn không? Thì hai cái file đấy mình sẽ để lại link download ở dưới phần mô tả của video. Thường thì ở dưới phần video ấy, nó sẽ có cái phần mô tả ở bên dưới này. Các bạn có thể kích vào và download cái file hướng dẫn của mình, cái file hỗ trợ làm cái màn hình ấy của mình. Ok, thì đây là cái thành phẩm này. Khi mà ở khi sau khi các bạn làm theo cái video hướng dẫn này của mình nó rồi, bắt đầu nhá. Thì ở đây mình đã tạo ra một cái project có tên là app login đấy, và nó tạo cho mình hai cái file đầu tiên, nó là file XML của thằng main activity và file main activity.java. Thì lần này mình chủ yếu chú ý vào cái file thằng activity main này trước. Bởi vì sao? Bởi vì quan trọng mà làm nào cho đẹp mà. Đấy. Và cũng có một cái lưu ý nữa. Mình sẽ code tay ở bên này hoàn toàn, chứ không sử dụng cái constraint layout để kéo thả. Ok. Bởi vì khi sử dụng constraint layout kéo thả ấy, nếu như các bạn căn không chuẩn đấy, thì chắc chắn là sẽ gây ra vỡ hình, hay là không phù hợp với những cái màn hình khác, nhiều cái màn hình khác nhau ấy, nhiều màn hình có kích thước khác nhau ấy. Ok chưa? Ừ. Rồi, bắt đầu nhá. Thì đầu tiên này, như các bạn đã thấy trên hình này, thì đầu tiên mình sẽ phải có một cái ảnh nền, đúng không? Thì các bạn có thể download file support về, giải nén nó ra. Và các bạn thấy được cái ảnh nền này này. Đấy, các bạn nhấn Ctrl C cho mình. Sau đấy copy, copy xong rồi là vào trong project của mình nhá. Các bạn trỏ vào trong red drawable này. Đấy, các bạn kích chuột vào đây, các bạn nhấn Ctrl V. Đó, sau ấy nó hiện cái thông báo này ấy, thì các bạn nhớ cái chọn cái file red suộc drawable cho mình nhá, chứ không phải drawable V24 đâu. Ok. Rồi này. Đến lúc này là tên, mình sẽ đặt tên cho nó là BG, nghĩa là background ấy. Sau khi mà có cái ảnh này xong không, thì mình sẽ cho nó hiển thị lên trên này. Mình sẽ xóa cái view đi này. Mình sẽ để ở đây là một thằng Nylea layout. Đấy, có cái cách sắp xếp các item á, orientation sẽ là vertical. Đấy, để cho các item sẽ sắp xếp từ trên xuống dưới. Và thằng này sẽ có một cái background. À, các bạn gọi chữ background à.
BA này, các bạn nhấn Ctrl cách này. Đấy nó ra. Thì mình gọi đúng cái tên file mà mình vừa copy, chính là file BG. Enter. Đó. Thế là mình đã có một cái ảnh nền rồi nhá. Rồi, tiếp theo đấy. Thì như các bạn đã thấy này. Tiếp theo mình sẽ phải có một cái chữ welcome back và chữ login đúng không? Ở trên cái hình này. Thì mình sẽ mình sẽ chia cái file layout này ra làm hai phần, à chia cái màn hình ra hai phần. Phần thứ nhất là để chứa cái chữ login và chữ welcome back, và phần thứ hai là để chứa tất cả các cái item còn lại ở bên dưới này. Ok, thì đầu tiên nhá, mình sẽ ở đây mình sẽ cho nó một cái thằng layout này, được chưa? Đấy, có độ dài là có width bằng mắt parent. Thì mình sẽ để khoảng 250 dp. Đấy, mình đóng thẻ lại trước này. Đấy, 250 vẫn hơi ít nhỉ. Mình muốn nó xuống dưới này cơ. Thì mình sẽ để ở đây là 270. 280. Đấy, ok chưa? Sau khi đấy xong thì cái thằng này đi out nhá, mình sẽ cho nó cái orientation là vertical, được chưa? Và tiếp đến mình cho nó một cái gravity là center để cho các cái chữ của mình ở bên trong nó được căn giữa. Đó. À chết. Sorry sorry. Center vertical. Bởi vì mình chỉ muốn nó căn giữa theo chiều dọc thôi. Đấy, theo chiều trên xuống dưới này. Có nghĩa nó sẽ xuất hiện ở cái đoạn này. Đấy, chứ nó không căn theo chiều ngang cho mình. Đó thì trong này mình sẽ có một thằng take view. Đấy, take view này có cái width cũng là mắt parent. Đấy, width mình cũng để hay mình cũng để là web content. Rồi sau đấy xong nhá, mình sẽ cho nó một cái tag. Tag đây có phải là chữ welcome back đúng không? Welcome come me baby come back. Ờ chết, bỏ mẹ sai rồi. Welcome back này. Đấy, thêm cái dấu phẩy ấy, cho nó ngầu lòi này. Đấy, tiếp đến nhá. Tiếp đến xong thì như các bạn thấy, cái chữ welcome back của mình đây nó chưa có màu đúng không? Mình sẽ thêm cho nó màu thông qua cái thuộc tính là text color. Đó. Bạn để là mã màu trắng cho mình. Mã màu trắng trong Android ấy, nó là một ký tự thăng và ba chữ S. Đấy. Tiếp đến nữa, chữ này vẫn hơi nhỏ, mình sẽ cho nó cái text size là 20 SP đi. Đấy, 20 SP cho nó giống giống với lại cái hình trên này. 20 vẫn hơi bé đấy, cho 25. Ok chưa? Rồi tí chỉnh sau nhá. 25 mình thấy vẫn hơi to, 25 mình thấy hơi to rồi. Sau đấy xong này, sau đấy xong nhé. Thì cái chữ này, cái chữ trên màn hình này của mình có phải nó căng cái lề này một đoạn đúng không? Đúng chưa? Thì mình sẽ thử cho mình đóng thẻ này trước đã. Đấy. Tiếp theo nữa, ở đây mình sẽ cho nó một cái padding net tầm 20 dp đi. Đấy, ngon chưa? 20 dp. Sau đấy xong thì nó đã căn giữa và cũng ở này cho mình. Là mình đã hoàn thành xong cái chữ welcome back đúng không? Tiếp theo đấy mình sẽ copy cái thằng này. Đấy, mình paste xuống dưới bên này. Và mình sửa cái tag của nó trước đã. Tag của nó có phải là log in và thêm cái dấu chấm than đúng không? Đấy. Rồi, nhưng mà cái chữ login này nó to. Thì mình sửa lại cho nó cái thằng tag size cho nó thành 40 SP đi. Bốn mươi SP thôi, cho ngày thành 20 SP thôi. Đấy, thằng này cho nó thành 45. Đấy,
Tiếp đến nữa là các bạn có nhìn thấy cái chữ nó hơi đậm đậm không? Bởi vì nó có cái style, nó có một cái text style. Đấy, chính là bold. Đó, nhìn nó đẹp hẳn chưa? Đấy. Thôi mình nghĩ mình nên cho thằng này thành 270 thôi. Đấy, cho cái chữ nhìn đẹp tí. Ok, xong. Ô chết, y này y viết thường. Đấy. À không, y viết họa. Y viết họa, sorry. Rồi, sau khi đấy xong này, tiếp đến này, là đến các cái item bên dưới, đúng không? Thì ở đây mình sẽ cho nó một cái line layout khác này. Có độ width là mapping. Hay mình cũng để là mapping. Graffiti lần này mình sẽ để là center. Và orientation thì mình vẫn giữ nguyên. Đó chính là vertical. Đấy, sau đó mình đóng thẻ. Đấy. Và bây giờ các cái item nào mình ném vào trong này ấy, nó đều sắp xếp từ trên xuống dưới và sẽ căn ở giữa cho mình. Ok chưa? Đấy. Đầu tiên mình sẽ thiết kế cái thằng này trước nhá. Thì ở đây mình thấy này, như các bạn cũng thấy này. Ở đây cái nó có một cái viền bo thằng này đúng chưa? Bo thằng này. Đấy. Thì ở đây mình sẽ vào trong drawable nhá. Cần kích chuột phải vào đây này. Mình sẽ tạo ra một cái file background nó có cái bo đấy. Chọn drawable new, chọn new drawable file này. Mình đặt là BG. BG EDT đi. Enter. Rồi các bạn kích sang bên này cho mình này. Đấy. Ơ. Rồi. Sau khi ở đây nhá, mình sẽ cho nó, mình sẽ sửa cái thằng selector thành thằng sphere. Đấy. Và đây mình muốn đầu tiên muốn cho nó có viền trước ấy, thì các bạn thêm cho mình một thằng, nó là thằng stroke. Đấy, stroke nó nghĩa là khói. Mà nó sẽ là bo cái viền xung quanh ấy, kiểu ấy. Stroke à. Trong stroke có hai cái thuộc tính mình cần quan tâm. Đó chính là color và width. Thì width nghĩa là định nghĩa cái độ rộng của cái đường bo xung quanh của các bạn. Mình sẽ để là 2 dp thôi. Đấy. Tiếp đến là color. Color nó cũng truyền vào một mã màu. Các bạn truyền cho mình mã màu đen ở trước nhá. Là thăng này. 0, 0, 0. Được chưa? Đóng thẻ này. Đấy. Thì lúc này mình đã có một cái bo xung quanh. Đấy. Với cái màu đen và cái đường viền nó là 2 dp. Được chưa? Tiếp đến thì ở đây mình sẽ cho nó nhạt đi. Đấy, cho màu xám thôi. Đấy, ok chưa? Sau đấy xong nhá, mình sẽ thêm một cái thuộc tính nữa. Là thuộc tính corner này. Thì trong này nó có cái thằng là radio. Radio ấy thì nó sẽ làm cái hình của các bạn ấy, nó sẽ cong cong ở những bốn cái đầu. Đấy. Còn cong bao nhiêu dp là do mình chuyển vào, đúng chưa? Mình sẽ ở đây là để cho nó cong khoảng tầm 10 dp thôi. 10 dp không biết có to quá không. Đấy, 10 dp như thế này thôi. Đấy, thì mình đã có một cái hình cong cong này rồi nhá. Quay lại thằng line layout, được chưa? Ở đây mình sẽ cho nó một cái relative này nào. Có width là mình sẽ để mapping. Hay mình sẽ để khoảng tầm 60 dp đi. 60 dp. Đấy. Thì phân tích một tẹo này. Mình ở đây mình sẽ làm nhá. Thứ nhất có một cái ô để nhập đúng không? Và một cái chữ ở trên này nó thể hiện là cái ô này là nhập email. Đấy. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái relative out để chứa hai cái thằng này. Đấy. Đầu tiên mình cần một cái ô nhập đúng không? Mình sẽ cho vào một cái index. Width mình sẽ để là mapping. Hay mình sẽ để cho nó khoảng tầm 50 dp thôi. Và đặc biệt một cái là thằng này sẽ có một cái background.
Đấy, cái thuộc tính background, các bạn gõ chữ background ấy, gõ chữ B G BA nhầm, sorry các bạn nhá. Background là nó ra. Đấy. Và các bạn gõ đúng cái file background mà mình vừa tạo này, bg-edit, bg-edit. Đó, ok chưa? Đóng thẻ này. Đấy. Nó vẫn chưa đúng trong hình lắm nhỉ? Bởi vì trong này nó có căn cái khoảng lề cơ mà. Đúng không? Thì mình cũng lại cho nó căn khoảng lề. Thì mình sẽ nên cái thằng red tiếp theo nhá. Đấy, bởi vì nó là cái thằng chứa EasyText mà. Nên mình sẽ cho nó một cái khoảng này bên trái là margin. Các bạn gõ chữ MAR. Đấy, nó sẽ được margin này. Bên trái đúng không? Margin là khoảng này, bên trái là gì? Là nét. Thì margin nét là căn này bên trái, mình sẽ cho nó căn khoảng tầm 50 dpi. Đấy. Và thằng này cũng thế, bên phải cũng vậy, cũng là margin. Nhưng lần này là margin right. Mình cũng sẽ để là 50 dpi. Ok chưa? Đấy, thì nó đã căn được cái khoảng lề cho mình rồi nhá. Tiếp đến là mình cần có một cái text như thế này đó, đúng không? Thì mình sẽ copy cái thằng text ở trên này. Các bạn nên copy cái text view cho mình. Các bạn copy trên này nhá. Bạn paste xuống dưới thằng edit, thằng edit này cho mình. Đấy, bạn paste xuống dưới này. Được chưa? Đấy. Sau khi đấy xong nhá. Thì text color mình sẽ để là mã màu đen là thăng 0 0 0, được chưa? Và cái text size mình phải giảm nó đi nữa, mình sẽ để cho nó khoảng 9 ở 9 bé quá, 10 10 vẫn bé, 12 12 rồi, 12 SP. Ok chưa? Ấy, và bây giờ nhá, cái chữ này mình sẽ để là email email địa chỉ email ấy. Thiếu một chữ S rồi. Đấy, địa chỉ email. Ok. Nhưng mà như các bạn thấy này, thứ nhất là cái thằng email này nó phải nằm lệch sang bên lệch sang so với OS text một tí đúng không? Và nó phải nằm ở trên, nó che mất cái viền của thằng email của thằng text này. Thì đơn giản thôi. Các bạn cho cái edit text này cho mình một cái căn nề trên để cho nó cái viền nó xuống giữa thằng này, đúng chưa? Các bạn cho mình căn nề bên trên đúng không, là margin, bên trên là gì, là top, margin top. Các bạn để cho mình là 10 dpi đó. Ok chưa? Đấy, tiếp theo thì cái hàng text view này các bạn cho mình một cái thuộc tính, nó thuộc tính background. Các bạn truyền cho mình một cái mã màu trong này là mã màu trắng. Các bạn gõ này f f f đó, nhưng mà nó che mất cả cái đường rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái width của mình ấy, mình đang để là max padding nên sẽ full hết ra này. Bây giờ thay vì thế mình sẽ để là warp content đó, được chưa? Và tiếp nữa, các bạn cho mình một cái padding nét, có nghĩa là căn cái chữ của mình so với cái lề bên trái. Đấy, cái chữ bên trong cái thằng text view nhá, cho mình bên trái là 5 dp đó. Các bạn thấy không, cái ô text view ở đây nhá, mình sẽ zoom to cho các bạn xem này. Cái ô text view đây đây, ví dụ mình để là 55 này, 55 này. Đấy, thì cái padding ấy nó sẽ căn cái chữ của mình so với cái lề bên trái này. Đấy, padding nét này. Tiếp nữa mình sẽ cho nó một cái padding right cũng là 5 dp, được chưa? Để nó căn cái này bên này, và để nó giống trên hình, nó ra được như này, đúng chưa? Nó ra được bên tay phải này một chút này. Thì mình sẽ cho nó một cái margin nét tầm 10 dpi. Rồi, 10 vẫn hơi ít, 15.
Đó. Thế có phải lúc này mình đã có được một cái, ôi chữ vẫn bé quá, 15 đi, ôi 15 này to, 14, ôi 12, để anh biết là 12 nhá. Ok, thì bây giờ nhá, quay lại cái ô text này, được chưa? Mình sẽ cho nó một cái text là A, B, C, X, Y, Z gì đấy. Đó, để cho các bạn nhìn thấy xem là khi mà mình nhập vào ấy, thì cái ô ấy sẽ được như nào. Thì hiện tại cái ô ấy nó đang không giống trong hình đúng không? Thì nó phải căn ra đoạn này cơ thì mới giống. Thì đơn giản thôi. Ở đây mình sẽ cho nó, đầu tiên là cho nó cái graffiti trước, là center vertical, cho nó căn ra giữa, cho mấy chiều dọc vào trước đã. Và tiếp đến mình sẽ sử dụng thuộc tính là giống thằng kia, nó có thằng padding net, thì muốn muốn căn cho nó căn ra bằng cái chữ email này, thì đầu tiên nhá, cái khoảng các bạn nhìn cái khoảng này không, cái khoảng text so với thằng này, nó thằng margin net mà mình vừa cài là 15 dp, và thêm một cái chữ từ chữ email này so đến với cái vị trí bên trái, vị trí bắt đầu ấy, của nó ấy, so với cái là 5 dp, có nghĩa là tính ra là từ chữ y này so đến với cái lề này là 15 cộng 5 có phải 20 không, thì passing net này của mình sẽ để là 20 dp. Đó thì sẽ căn được, nó sẽ căn được ra bên này, ok chưa? Tiếp theo nữa là text size mình sẽ để cho nó khoảng tầm 18 fp, đấy là hợp lý rồi này nhá, ok nhá, mình sẽ xóa đi này. Thêm nữa, bởi vì cái ô này nhập mail đúng không, nên là mình sẽ cho bắt buộc người dùng chỉ được phép nhập mail trong này thôi, thì mình sẽ dùng cái thằng input type đấy là email, căn gõ chữ y này, text email đấy đấy, ok xong rồi nhá. Thì đến cái tiếp theo có phải là cái thằng password này không, thì mình sẽ copy tương tự, mình copy cả cái re tiếp này nào đấy, Ctrl C này. Mình paste xuống dưới này, và cái bởi vì nó căn nó hơi sát so với cái thằng bên trên nên thằng re tiếp này nào này, mình sẽ cho nó cái margin top là 20 dp đấy, cho nó căn cái bên trên tí. Sau đấy xong nhá, mình sẽ sửa cái thằng text này đây, cái thằng text này đâu nhỉ, đây mình sẽ xóa đi, mình sẽ sửa nó thành password, ok chưa? Rồi xong đấy nhá, xong rồi nhá, thì bây giờ mình cho nó một cái text ở đây, có phải nó hơi điêu điêu không, password trong này trên hình nó là sao 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 mà, bởi vì là cái input type mình ấy mình chưa sửa nó thành, các bạn xóa cái input cũ đi, các bạn gõ cho mình chữ path này, còn nó sẽ hiện ra chữ text password, các bạn nhấn enter đó, rồi sẽ ra được chấm 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 luôn đấy, ok thế là xong đấy, thế là xong password. Nhưng mà có một lưu ý nhỏ này, các bạn để ý cái thằng này nó là chữ viết hoa hết đúng không, còn của mình nó là chữ đầu viết thường, còn à chữ đầu viết hoa, các chữ kia viết thường, thì các bạn bổ sung cho mình một cái thuộc tính, nó là thuộc tính text all cap, các bạn để cho mình là true. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ biến cái chữ của cái các bạn ấy thành 100% viết hoa hết, và thằng địa chỉ email này cũng tương tự đó. Đấy xong, sau khi đấy xong nhá, thì có một lưu ý nhỏ nhỏ là cái thằng này của mình này, đấy, email cái thằng ô pass của mình này, nó có cái chìa khóa, nó có cái hình cái khóa,
đúng không? Thì các bạn lại vào file support của mình nhá, copy cái khóa cho mình này. Tiếp đến là các bạn paste vào trong cái thằng drawable này, Ctrl C xong Ctrl V vào đây, nhấn OK. OK tiếp đi. Đấy. Và ở đây nhá, bây giờ trong cái Reactive mà chứa cái ô nhập và cái chữ password đúng không, thì mình thêm cho nó một cái thằng, đó, thằng image view. Đó. Image view width lần này mình sẽ để là khoảng 30 dp thôi. Đấy. Thay mình cho nó là 30 dp. Và để nó hiện ra cái hình ảnh ấy thì các bạn thêm cho mình cái thuộc tính là src. Cận gõ cái gọi ra cái hình ảnh của các bạn, nó chính là cái thằng path ấy, nó sẽ ra thôi. Đấy. Nhưng bây giờ các bạn lưu ý một chút là sẽ phải căn ra ngoài đằng này, đúng chưa? Còn căn ra ngoài này thì mình cho nó thêm một thuộc tính là thuộc tính pa, các bạn gõ chữ drive này. Drive này. Đấy, nó sẽ ra cả rất nhiều cái drive cho các bạn. Thì các bạn chú ý cho mình cái Argin Parent Drive. Đó, các bạn set cho mình là true. Thì ngay lập tức nó sẽ căn sang bên phải cho các bạn. Đấy. Tiếp theo nữa là mình muốn nó xuống bên dưới một tẹo. Thì lúc này mình sẽ cho nó một cái tính là margin top là 15 dp. 20 đi. Đấy, cho nó căn ra giữa so với cái thằng ô ô nhập này. Nhưng nhìn nó có vẻ hơi to nên là mình sẽ cho nó như cho nó một cái thuộc tính. Như các bạn để ý ấy, thì có phải là cái thằng ô text này muốn nó căn này bên này thì căn này này mình cho nó một cái padding net đúng không? Thì cái thằng ảnh này cũng vậy, mình muốn cho căn này cả bốn thằng đấy ảnh bên trong á, thì để cho nó nhỏ lại thì mình sẽ dùng thuộc tính là padding. Đó, mình sẽ để là 4 dp, được chưa? Đấy, thì lúc này ấy, nó sẽ nhỏ lại. Đó, các nhìn nó nhỏ lại không? Đấy, xong. Rồi, tiếp đến nhá. Đến lần này thì là mình có phải là mình có hai cả có một cái nút như này, một cái chữ và một cái chữ nữa đúng không? Lúc nào mình sẽ có ba cái. Thứ nhất là một cái nút này, tiếp theo là một cái chữ và tiếp theo nữa là cũng một cái chữ nữa. OK. Thì thoát khỏi cái Reactive layout nhá, các bạn tạo cho mình một cái Reactive layout khác. Đấy, có cái width là vẫn là map pattern, hay mình vẫn để là 60 dp nhá. Đấy, đó thẻ này. Và thằng này sẽ có cái graffiti. Các bạn cho mình thêm cái thuộc tính graffiti là center vertical. Đó, để cho căn các cái item ra giữa theo chiều dọc. Và cũng như tương tự thằng kia thì thằng này cũng phải margin net là 50 dp. Và margin drive cũng là 50 dp. Đó. OK. Sau khi đấy xong rồi, ở trong này thì mình sẽ cho nó một cái nút đúng không? Cái nút đấy mình sẽ dùng cái thằng squid này. Đấy, squid. Mình sẽ để cho nó squid này khoảng 50 dp thôi. Đấy. Hay thì mình sẽ để nó 40 dp. Đấy. Đóng thẻ. Thế là mình đã có một cái nút, được chưa? Tiếp theo đấy là một cái text đúng không? Các bạn lên trên này, bạn kích vào chữ welcome này. Đấy. Bạn copy tiếp cái text này cho mình. Xong xuống dưới này, bạn paste ngay sau cái thằng quýt này. Đấy. Và sửa lại cái màu chữ thành màu đen. Là mã màu sẽ là thăng 000. Đúng chưa? Cái text size mình sẽ cho nhỏ lại. 15 SP thôi. Ờ, 15 SP vẫn hơi to đấy. Xem lại nào. Xem lại cái hình nào. Ui, nó còn nhỏ hơn cả chữ password cơ. Đúng không? Nhỏ chữ password thì cái thằng này chữ password của nó đã là 12 rồi ấy. Thằng này chỉ có 9 nữa rồi. Đấy. Và cái text Revime
nó sẽ là, tôi xin phép các bạn nhé, mình sẽ copy cái tag cũ, copy cái tag này, đấy, copy, rồi paste sang file cho mình, ok, rồi sau khi đấy xong, nhá, thì cái thằng này, nó vẫn chưa ra giữa này. Và cho PT Center Vertical nó chia giữa nhỉ. Mình sẽ để cho này nó quá còn content. Không chịu ra giữa luôn. Nếu thế mình sẽ ở đây mình sẽ dùng thêm một thuộc tính để cho nó căn ra giữa này cho mình. Đó là thuộc tính bạn cũng chữ ở giữa là center ấy thì các bạn gọi chữ center cho mình. Thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ Center Vertical, layout Center Vertical. Các bạn enter. Các bạn đặt cái thuộc tính này là true. Đấy thì sẽ căn được giữa cái layout cho các bạn. Và tương tự thằng này mình copy, mình là áp dụng tương tự cho cái thằng squid này. Phá cái graffiti mà đi. Đấy. Và bây giờ mình muốn nó xuất hiện sau squid đúng không? Đơn giản thôi, cái squid width nó là 50 đúng không? Mình cho cái thằng này margin net 50 dp. Đấy, có phải nó có được chữ RevMe cho mình không? Đấy, và sau đấy xong nhá, thì cái chữ tiếp theo mình là forget password, đúng không? Thì đây mình sẽ copy tiếp thằng này. Đấy, mình paste xuống dưới này. Xóa cái margin net của nó đi, được chưa? À, mình xin phép mình cũng copy cái text để đỡ mà. Mình hơi lời gõ. Đấy, copy thằng này. Đấy. Xong rồi paste xuống dưới này. Ctrl V. Đó. Và lần này mình sẽ muốn mình dùng cái thuộc tính giống hệt so với cái thuộc tính mình dùng với cái image view này. Là mình muốn nó sát nề bên phải đúng không? Ở đây mình sẽ dùng có chữ right ra. Pa gần right. True. Đó, sẽ ra là chữ forget password. Đúng chưa? Đấy. Ờ chết rồi. Sorry các bạn nhá. Thế trong file support mình vẫn còn thiếu. Mình vẫn đang thiếu một cái file nữa. Đó chính là cái file màu cái file cho cái nút thằng nút này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bổ sung các bạn nhá. Thì để lần sau các bạn download về các bạn sẽ có. Đó chính là file bg-btl. Đấy. Mình sẽ copy để vào trong file support này. Đấy, ok chưa? Rồi xong này. Đấy, thì mình sẽ vào file support này. Tiếp theo ấy là đến cái nút, đúng không? Bây giờ mình còn mỗi cái nút nữa là xong. Thì ở dưới này thì trước khi đấy các bạn vào trong file support cho mình nhá. Các bạn copy cái file bg-btl. Các bạn cũng paste vào trong drawable. Nhấn ok. Ok, được chưa? Đấy. Thì là cái file này nó là file, thực ra nó là file XML. Đấy, nhưng để nó sẽ có màu màu thay đổi từ bên từ nhạt đến đậm, từ trái qua phải. Đấy. File này là file các bạn có thể sửa được. Đấy, sửa được bằng code Java, bằng code này đấy. Đấy. Thì quay lại cái nút của mình này. Đúng chưa? Thì ở đây mình sẽ ra khỏi cái reactive layer này. Mình cho nó một cái thằng nữa. Đó là thằng button. Đấy, width mình sẽ để là 200 dp. Đấy, được chưa? Hay mình sẽ cho nó là 40 dp thôi. Đấy. Và back mình sẽ gọi thêm cái thuộc tính background cho nó. Chính là cái file background mình vừa copy bg-btl ấy. Đấy. Ui, 40 nó to ấy. 35 thôi. 35 dp thì sao nhìn vẫn to ấy. Rồi, tiếp đến nhá. 35 dp nhìn ổn đấy. Tiếp đến mình sẽ cho nó cái text login.
Login đúng không? Đúng rồi, login. Tiếp đến nữa, cái text color mình phải để cho là màu trắng, là thăng F. Đấy, text size mình cho nó là 15 thôi. Và text style mình cho là bold. Tiếp đến nữa, để cho căn cho nó căn này cho thằng bên trên ấy, thì mình sẽ cho nó một cái chữ tính là margin top. Đấy, margin top à. Mình cho nó khoảng tầm 30 dp thôi. 50 thì cho to. Đấy, được chưa? Đẹp chưa? Đấy, xong. Thế là đã hoàn thành cái file thiết kế cho nó. Còn chỉ thiếu một chút nữa thôi. Đó, các bạn chú ý một chút này, cái file login này nó viết chỉ có mỗi chữ L là viết hoa thôi đúng không? Còn lại là viết thường hết. Thì đây mình sẽ gọi cái thuộc tính text on cap, các bạn gọi chữ text này. Đấy. À, cái nó sẽ ra text on cap này. Các bạn cho mình là fail. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ chuyển về dạng như này cho các bạn. Đó, xong. Đó, đây chính là một cái file XML hoàn thiện để được một cái màn login nó đẹp, nó xịn sò như này. Ok, video thì cũng hơi dài rồi. Đấy, thì ở những video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thiết kế giao diện cho những cái màn này. Đấy, nhưng ở lần sau video sẽ ngắn hơn, bởi vì video nó sẽ tận dụng những tài nguyên mà mình đã làm được ở thằng này. Ok chưa? Ok, video của mình xin được dừng ở đây. Nếu các bạn thấy những video này hay và bổ ích thì hãy để lại cho mình một subscribe hay là một like. Đấy, nếu như mà và nếu tốt hơn nữa thì chia sẻ. Ok, video của mình xin được dừng ở đây. Chúc các bạn học được chung vui vẻ.